Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý vị đại biểu, sau đây thì em xin phép được trình bày về một cái hội chứng được gọi là hội chứng overlap, tức là trồng lấp giữa bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và cái hội chứng ngưng giảm thở tắc nghẽn khi ngủ là OSA. Bài trình bày của em thì gồm có 4 nội dung. Thứ nhất đó là tổng quan về COPD và OSA. Thứ hai là làm như thế nào để chúng ta dự đoán được bệnh nhân OSA ở trên nhóm bệnh nhân COPD. Và thứ ba là những cái điểm đặc biệt khi mà đo PSG ở bệnh nhân OCOS. Và thứ tư đó là các cái chú ý trong điều trị bệnh nhân OCOS. Thế thì đầu tiên là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thì như lúc nãy giáo sư sĩ cũng đã trình bày thì ở cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thì có hai cái kiểu hình là kiểu hình blue bladder, tức là kiểu hình mà phù và xanh thì thường gặp ở những cái bệnh nhân mà có triệu chứng viêm phế quản mạn chiếm ưu thế. Bệnh nhân thường xuất hiện các cái triệu chứng ho, BMI cao và có cái hiện tượng là suy tim phù. Thế còn cái kiểu hình pink puffer là kiểu hình hồng thổi, tức là thường gặp ở những cái bệnh nhân mà có cái hiện tượng là khó thở nhiều hơn và BMI thì thường thấp. Thế còn cái hội chứng ngưng giảm thở khi ngủ, tắc nghẽn OSA thì là một trong những cái rối loạn giấc ngủ mà thường gặp, đặc trưng bởi là cái tình trạng xẹp một phần hoặc là hoàn toàn của cái đường hô hấp trên với tần suất mắc là khoảng 9-38%. Tuy nhiên thì có tới 70-80% các cái trường hợp là chưa được chẩn đoán, do vậy mà gây nên cái gánh nặng về bệnh tật và tử vong cao. Vậy thì cái hội chứng trồng lấp giữa OSA và COPD là gì? Thì đây là cái hội chứng mà được mô tả lần đầu tiên năm 1985 do tác giả David Flannery, và cái cơ hội mắc thêm một cái bệnh khác là khoảng 10%. Và khi mà trồng lấp giữa hai bệnh này thì gây nên một cái hậu quả cộng hưởng, tức là nó làm giảm oxy máu ban đêm và làm tăng gánh nặng bệnh tật và tử vong hơn so với mắc từng bệnh riêng rẻ. Về sự khác biệt thì cái bệnh nhân overlap thì có cái hiện tượng là giảm oxy máu, tăng CO2 và đặc biệt là gây tăng áp lực động mạch phổi, ngay cả khi cái mức độ tắc nghẽn phế quản chỉ ở với mức độ nhẹ. Cái hội chứng trồng lấp với COPD thì có rất là nhiều các bệnh có thể trồng lấp, như là chúng ta thấy có ACO là trồng lấp giữa hen và COPD, hay là BCOS là trồng lấp giữa cái giãn phế quản và COPD, hay là FCOS là trồng lấp giữa cái xơ phổi, trong đó có xơ phổi vô căn với cả COPD. Và ngày hôm nay thì chúng ta đề cập đến cái OCOS là trồng lấp giữa COPD và OSA. Thì như lúc nãy giáo sư sĩ cũng đã nói là với những cái bệnh nhân COPD mức độ càng nặng thì cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngưng giảm thở khi ngủ thì càng cao. Về nguyên nhân thì chúng ta có thể thấy rằng là do cái sức cản của đường hô hấp trên là do cái hẹp cái đường kính đường thở theo chiều trước sau do gốc lưỡi và khẩu cái mềm. Cái thứ hai đó là áp lực âm của cái khoang gian miệng ở thì hít vào cũng làm cho cái thành bên của hầu họng cũng có xu hướng là hẹp lại. Sự giảm các cái trương lực cơ giãn vùng hầu họng và sự thay đổi sinh lý bình thường của khẩu kính đường thở trong khi ngủ là có hiện tượng hẹp nhẹ. Do vậy trong khi ngủ thì cơ hoành và cơ bụng phải tăng cơ lực. Tuy nhiên ở bệnh nhân COPD thì có điểm khó khăn đó là có sự tăng kháng trở của đường thở trong lồng ngực. Và cụ thể là ở bệnh nhân COPD thì chúng ta thấy là cái cơ hoành phẳng, giảm di động và hiệu quả, do vậy phải tăng sử dụng các cái cơ hấp phụ. Tuy nhiên là ở trong cái giai đoạn REM, tức là cái giai đoạn giấc ngủ nghịch thường, thì có cái hiện tượng là hiện tượng mất các cái trương lực cơ. Do vậy lúc này thì các cái nỗ lực hô hấp một lần nữa lại phụ thuộc vào cái cơ hoành đã giảm di động và giảm hiệu quả. Các cái triệu chứng của OCOS thì chúng ta thấy là các cái triệu chứng thì có thể là có những cái triệu chứng mà điển hình của OSA, ví dụ như là bệnh nhân có ngáy, có ngừng thở được chứng kiến, hay là bệnh nhân có những cái buồn ngủ ban ngày quá mức. Cũng có thể là có các cái triệu chứng của bệnh COPD như là bệnh nhân có thể thở rít, bệnh nhân có thể có các triệu chứng ho, khạc đờm mạn tính. Tuy nhiên thì cũng có những cái triệu chứng được coi là chung giữa hai bệnh, ví dụ như là làm giảm chất lượng giấc ngủ, mất ngủ, rồi là bệnh nhân có các cái mệt dai dẳng, bệnh nhân tiểu đêm, hay là giảm oxy máu, tăng CO2 trong máu. Về tương tác sinh lý mệnh thì cái slide này thì lúc nãy giáo sư sĩ cũng đã trình bày rồi ạ. Ở bệnh nhân COPD thì có những cái yếu tố được coi là yếu tố thúc đẩy của OSA, ví dụ như là sự chuyển dịch của dịch thể, các cái yếu tố nguy cơ chung như là hút thuốc lá, việc sử dụng các cái thuốc như là corticoid, và có những cái yếu tố được coi là yếu tố bảo vệ, làm giảm cái chỉ số ngưng giảm thở AHI, ví dụ như là BMI thấp, rồi là hiện tượng khí phế thủng, việc sử dụng các cái thuốc như là theophylline. Và bên cạnh đó thì bản thân cái bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD cũng dẫn đến những cái hậu quả trực tiếp của giấc ngủ, ví dụ như là làm giảm cái chất lượng giấc ngủ, giảm độ bão hòa oxy máu ban đêm. Về hậu quả của cái hội chứng overlap thì là nó làm giảm cái chất lượng giấc ngủ, bao gồm cả giảm cái tổng thời gian ngủ và hiệu quả giấc ngủ, đồng thời thì làm giảm cái oxy máu ban đêm trầm trọng hơn. Ở đây thì chúng ta thấy cái hình đầu tiên đó là bệnh nhân chỉ mắc COPD đơn độc thì chúng ta thấy là cái SpO2 máu nền của bệnh nhân chỉ rơi vào loanh quanh khoảng 80-85%, và cái sự giảm SpO2 máu trong khi ngủ thì xuất hiện rất là nhiều ở cái giai đoạn REM. Thế còn ở cái hình thứ hai đó là bệnh nhân OSA đơn độc thì chúng ta thấy có cái hiện tượng là giảm cái bão hòa oxy máu và theo hình răng cưa. Thế còn ở cái bệnh nhân mà có hội chứng trồng lấp OCOS thì chúng ta thấy là không những cái SpO2 máu nền của bệnh nhân giảm mà cái hiện tượng giảm SpO2 máu trong đêm nó cũng có hình răng cưa giống như trong cái trường hợp là mắc với hội chứng ngừng thở khi ngủ.
Cái hậu quả của hội chứng overlap ở đây là nó có cái hiệu ứng cộng gộp. Trên tim mạch thì nó gây tăng áp lực động mạch phổi, tăng rối loạn nhịp tim và tăng các cái huyết áp kháng trị. Về cái bệnh lý nền là bệnh lý COPD thì nó gây tăng cái số đợt cấp cả về tần số và mức độ nặng. Và cái thứ ba đó là nó làm tăng nguy cơ tử vong gấp 7 lần so với những bệnh nhân chỉ mắc OSA đơn độc. Ở trong GOLD 2020 thì cũng trong cái phần mà các bệnh lý đồng mắc thì GOLD cũng đã ghi rất rõ là ở những cái bệnh nhân OCOS thì cái hiện tượng mà ngừng thở nó gây giảm cái bão hòa oxy máu và gây rối loạn nhịp tim nặng hơn, đồng thời cũng làm tăng cái áp lực động mạch phổi cao hơn. Về phần thứ hai là bây giờ làm thế nào để chúng ta dự đoán được cái nhóm bệnh nhân OSA ở trên những cái bệnh nhân mà đã có bệnh nền là COPD rồi. Thì đầu tiên là chúng ta thấy là có sự liên quan với kiểu hình COPD. Với những cái bệnh nhân mà có kiểu hình là pink puffer, tức là bệnh nhân tăng thể tích phổi, BMI thấp, kiểu hình khí phế thủng thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ OSA thì thấp. Còn ở những cái bệnh nhân mà có kiểu hình là blue bladder, phù ngoại biên, BMI cao và cái kiểu hình viêm phế quản mãn tính thì cái tỷ lệ OSA thì lại cao hơn. Đây là một cái nghiên cứu được đăng trên tạp chí ATS năm 2016. Thì cái nghiên cứu này là các tác giả đã nghiên cứu về cái tương quan giữa cái mức độ mà khí phế thủng và hay là các cái bẫy khí ở trên CT với cái chỉ số AHI của ngưng giảm thở, thì thấy rằng là có mối tương quan nghịch. Có nghĩa là nếu mà trên phim cắt lớp của bệnh nhân mà các cái bẫy khí hay là các cái phần trăm về khí phế thủng mà nó cao thì chỉ số AHI thì lại giảm. Vấn đề thứ hai là vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái thang điểm nào để chúng ta sàng lọc được cái bệnh nhân OSA trên nhóm cái bệnh nhân COPD. Thì đây là một cái nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí Hô hấp châu Âu năm 2016, là một cái nghiên cứu cắt ngang trên nhóm bệnh nhân COPD. Những cái bệnh nhân COPD này thì được đo PSG, được chấm bảng điểm câu hỏi Epworth, bộ câu hỏi Berlin và bảng điểm Sanjot, và sau đấy thì được cũng chia làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm overlap và nhóm thứ hai là nhóm chỉ có COPD đơn độc. Thì nghiên cứu trên 86 bệnh nhân COPD chia làm hai nhóm thì không có sự khác biệt về tuổi và BMI. Tuy nhiên khi mà sử dụng cái thang điểm Berlin để mà sàng lọc thì cho thấy là có hiện tượng là dương tính cao ở cả hai nhóm. Điều này có thể giải thích là do trong cái bảng điểm Berlin thì có cái các cái câu hỏi về mệt thì là rất là dễ nhầm lẫn với các cái triệu chứng của COPD. Và cũng cái nghiên cứu này thì cũng cho thấy là các cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày thì liên quan yếu giữa hai nhóm, và đưa đến cái kết luận đó là cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày thì không thường gặp ở nhóm bệnh nhân COPD, và sàng lọc qua cái bộ câu hỏi Berlin thì cho cái tương quan yếu với tỷ lệ OSA khi mà khẳng định chẩn đoán bằng PSG. Cái bảng điểm thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng đó là bảng điểm lâm sàng về ngừng thở khi ngủ. Cái bảng điểm lâm sàng này thì dựa trên 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về cái tiền sử tăng huyết áp, câu hỏi thứ hai đó là về tần suất của triệu chứng ngáy, câu hỏi thứ ba là về các cái tần suất mà của các cái cơn ngừng thở được chứng kiến, và câu hỏi thứ tư là về cái chu vi vòng cổ của bệnh nhân. Sau đó thì sẽ được chia thành hai nhóm, là một nhóm mà có không có tăng huyết áp và một nhóm là có tăng huyết áp, và được chia vào các cái cột là bệnh nhân không có, có một trong hai hoặc là có cả hai triệu chứng ngáy hoặc là cơn ngừng thở được chứng kiến. Và theo cái chu vi vòng cổ thì các nhóm bệnh nhân sẽ được chia thành ba cái nhóm nguy cơ. Cái nhóm màu xanh tức là nguy cơ thấp là cái tỷ lệ mà mắc OSA là dưới 25%, còn cái màu vàng đó là cái nhóm mà mắc nguy cơ OSA là trung bình từ 25 đến 75%, và nhóm nguy cơ cao là trên 75%. Thế thì một cái nghiên cứu của tác giả Anamelia năm 2015 thì đã so sánh giữa cái bảng điểm lâm sàng về ngừng thở khi ngủ, bảng điểm Berlin và bảng điểm Epworth, thì cho thấy là ở hai cái nhóm, một nhóm là OCOS và một nhóm là COPD đơn độc, thì chỉ có cái bảng điểm lâm sàng về ngừng thở khi ngủ là có cái sự khác biệt mà có ý nghĩa thống kê. Còn hai cái bảng điểm là bảng điểm Berlin và bảng điểm Epworth thì lại giữa hai nhóm thì lại không có sự khác biệt. Cũng qua cái nghiên cứu này thì tác giả Anamelia đã cho cái ghi nhận là cái độ nhạy của cái bảng điểm lâm sàng về ngừng thở khi ngủ là 60 và độ đặc hiệu là 100%. Qua đó thì đưa ra cái kết luận đó là cái bảng điểm lâm sàng ngừng thở khi ngủ thì ưu việt hơn bảng điểm Berlin và bảng điểm Epworth trong việc tiên đoán và loại trừ OSA ở nhóm bệnh nhân COPD, với điểm cắt off của cái bảng điểm lâm sàng ngừng thở khi ngủ là 11 điểm. Hiện nay thì có một số các nghiên cứu ở Việt Nam cũng đã đánh giá cái hiệu quả của bảng điểm Stopbank trong cái việc mà tiên đoán và loại trừ COPD OSA ở nhóm bệnh nhân COPD. Thì về bản chất cái bảng điểm Stopbank là gồm có 8 cái câu hỏi, và trong đó cũng có cái 4 câu hỏi là giống như cái bảng điểm lâm sàng về ngừng thở khi ngủ. Về phần chẩn đoán thì chúng ta phải nhận thức rằng được rằng là OCOS thì có thể xuất hiện, và khi đó thì chúng ta sẽ phải hỏi tiền sử bệnh nhân, thăm khám lâm sàng, đo chức năng hô hấp, và với những cái bệnh nhân COPD mức độ nhẹ và trung bình thì chúng ta có thể sử dụng các cái oximetry ban đêm để tầm soát, nhưng mà sau đó vẫn phải xác định lại bằng việc đo PSG.
Về chỉ định thực hiện cái test về giấc ngủ cho bệnh nhân COPD thì chúng ta phải lưu ý, nếu mà những cái bệnh nhân COPD than phiền với chúng ta là bệnh nhân có những cái khó thở liên quan đến giấc ngủ, bệnh nhân có các cái triệu chứng như là ngủ ngáy, nghẹt thở, tiểu đêm, hoặc là bệnh nhân có béo phì, và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có tăng CO2 hoặc là có cái dấu hiệu về pê phế hay là siêu âm tim có cái tăng áp động mạch phổi mà xuất hiện ngay cả khi mà cái rối loạn thông khí tắc nghẽn của bệnh nhân mới chỉ ở mức độ nhẹ thôi, thì chúng ta phải lưu ý để tiến hành có thể đo cái test về giấc ngủ cho bệnh nhân. Phần thứ ba đó là cái điểm đặc biệt trong PSG ở bệnh nhân OCOS. Thì ở bệnh nhân COPD thì chúng ta thấy là có sự giảm oxy trong cái giai đoạn giấc ngủ REM. Nguyên nhân là ở cái giai đoạn giấc ngủ REM là giai đoạn mất trương lực cơ. Do vậy mà khi đó thì có cái sự mà giảm hoạt động của các cơ liên sườn, cơ hốp phụ, và dẫn đến là làm tăng cái thể tích đóng và làm giảm cái oxy máu. Đây là một cái sơ đồ cho thấy là cái hiện tượng mà giảm SpO2 máu ở giai đoạn REM ở bệnh nhân COPD. Thì chúng ta thấy rằng là cái lưu lượng khí qua mũi ở cái giai đoạn REM của bệnh nhân thì thấp hơn so với giai đoạn non REM, đồng thời các cái nỗ lực hô hấp của bệnh nhân ở giai đoạn REM thì cũng thấp hơn ở giai đoạn non REM, và cái SpO2 máu thì giảm hơn nhiều so với cả giai đoạn non REM. Các cái phân áp CO2 qua da thì cũng tăng cao, đồng thời là các cái về nhịp tim của bệnh nhân cũng tăng ở cái giai đoạn REM do cái tăng hoạt động của giao cảm. Điểm đặc biệt ở PSG ở bệnh nhân overlap đó là có sự giảm thông khí phế nang ở trong giai đoạn REM, các cái giấc ngủ thì phân mảnh và có hiện tượng là tăng CO2 máu. Các cái chú ý trong điều trị OCOS thì các cái can thiệp trong điều trị bao gồm rất là nhiều biện pháp, bao gồm có thể là giảm cân, các cái liệu pháp về oxygen, các cái thuốc giãn phế quản, kháng sinh hay là steroid trong đợt cấp, và đặc biệt là các cái thông khí hỗ trợ bao gồm có CPAP với độ ẩm cao để có thể long đờm và có thể kết hợp với thở oxy hoặc không. Thứ hai đó là biện pháp điều trị bằng BiPAP, và nếu trong trường hợp BiPAP thất bại với cả việc kiểm soát cái giảm thông khí thì có thể là sẽ phải cho bệnh nhân tiến hành là thông khí với cái việc là cài đặt về thể tích, và các cái kỹ thuật mới có thể được áp dụng như là các cái kỹ thuật dòng cao qua mũi với độ ẩm cao. Về cái điều trị thứ nhất đó là giảm cân thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là giảm cân thì nó hiệu quả ở bệnh nhân OSA và béo phì. Tuy nhiên ở cái nhóm bệnh nhân COPD thì giảm cân liên quan đến việc tăng tỷ lệ tử vong do kém dinh dưỡng. Do vậy là không có khuyến cáo giảm cân là can thiệp trong điều trị OCOS. Tuy nhiên nếu những cái bệnh nhân mà OCOS mà nghiêng nhiều về OSA, bệnh nhân COPD nhẹ thôi nhưng mà bệnh nhân thừa cân béo phì thì lại có thể có lợi từ cái vấn đề giảm cân. Về liệu pháp oxygen thì nếu trong những trường hợp mà bệnh nhân COPD đã tối ưu hóa điều trị bằng thuốc và không có tăng CO2 mà bệnh nhân vẫn có cái giảm oxy máu ban đêm nặng thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái liệu pháp oxygen. Tuy nhiên các cái bằng chứng về cải thiện tỷ lệ sống thì còn hạn chế. Các cái dữ liệu cho thấy thì thở oxy đơn thuần chưa chứng minh là có cải thiện với cả những cái bệnh lý mà OSA đơn thuần. Cái độ bão hòa oxy ban đêm có thể được cải thiện với liệu pháp oxygen, nhưng cái cấu trúc giấc ngủ và các cái vi thức giấc rồi là huyết áp và các cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày thì không được cải thiện. Trong khi đó người ta thấy rằng nếu những bệnh nhân mà có tăng huyết áp thì bệnh nhân được thở CPAP thì cái huyết áp lại có thể cải thiện được sau 2 tuần. Một cái nghiên cứu Anfox năm 1986 trên 20 bệnh nhân nam giới mắc overlap thì tác giả đã cho những bệnh nhân này sử dụng cái oxy là liều là 4 lít một phút, thì cái kết quả nghiên cứu cho thấy là các cái thời gian của các sự kiện tắc nghẽn thì nó không những giảm mà nó còn tăng lên từ 25,7 lên 31,4, và PaCO2 thì tăng từ 52,8 lên 62,3. Do vậy oxy không được khuyến cáo sử dụng đơn độc trong điều trị. Một phần thứ hai đó là cái biện pháp mà thông khí là rất là quan trọng trong cái vấn đề mà điều trị bệnh nhân. Thì với những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là cái OSA là chiếm là chủ yếu, tức là bệnh nhân có cái tắc nghẽn của cái đường hô hấp trên, thì điều trị CPAP được coi là lựa chọn hàng đầu. Còn nếu trong trường hợp COPD là chủ yếu, tức là có cái hiện tượng là giảm oxy máu do cái bệnh phổi, thì cái điều trị BiPAP lại là lựa chọn đầu tiên. Nghiên cứu của tác giả Torando và cộng sự của Tây Ban Nha năm 2010 trên những cái bệnh nhân OSA nặng còn COPD chỉ ở mức độ nhẹ đến trung bình, có nghĩa là overlap nhưng mà lại nghiêng về OSA và có điều trị hỗ trợ sớm về CPAP qua mũi, thì kết quả đó là sau 3 tháng điều trị bằng CPAP thì khí máu động mạch và áp lực động mạch phổi trung bình đã được cải thiện và ổn định, và cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày thông qua cái việc chấm cái bảng điểm Epworth cũng được cải thiện, và những cái cải thiện này được duy trì một cách ổn định qua 12 tháng theo dõi. Về cái phương pháp thông khí là BiPAP thì chưa được nghiên cứu kỹ và cũng chưa được chứng minh là cải thiện các cái tiêu chí có ý nghĩa trong OSA, nhưng ở những cái bệnh nhân OCOS thì nên được điều trị với cả hỗ trợ áp lực ban đêm, và trong trường hợp OSA là chính thì CPAP là lựa chọn tốt nhất. Còn trái lại, nếu mà trong trường hợp COPD là chính thì có giảm thì có giảm thông khí ban đêm đáng kể kèm theo với giảm oxy máu dai dẳng thì cái BiPAP thì lại thích hợp hơn.
Đồng thời, các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là CPAP làm giảm tỷ lệ tử vong và làm giảm đợt cấp của OCOS. Về cái thời gian sử dụng CPAP và cái tỷ lệ sống còn ở OCOS thì cũng thấy rằng là kể cả những cái bệnh nhân mà sử dụng CPAP với cái thời lượng thấp khoảng từ 2 đến 4 giờ thì cũng tốt hơn là ở cái nhóm bệnh nhân mà không sử dụng CPAP. Các cái vấn đề giấc ngủ ở bệnh nhân COPD thì có thể thấy rằng là một số những cái thuốc COPD thì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, ví dụ như là corticoid, một số các cái thuốc kháng sinh như là ciprofloxacin hay là nhóm macrolide thì cũng được báo cáo là gây ra những cái cơn ác mộng hoặc là mất ngủ thứ phát. Các cái thuốc SABA và LABA thì cũng đã được chứng minh là báo cáo là có cái tác dụng phụ là gây mất ngủ, là chiếm là cái tác dụng phụ mà thường được báo cáo. Thế còn cái nhóm mà kháng cholinergic SAMA và LAMA thì nó ít gây tác dụng kích thích hơn, do vậy mà được ưu tiên điều trị ở những cái bệnh nhân COPD mà mất ngủ kèm theo. Về cái điều trị rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân COPD thì là các cái thuốc thì chúng ta phải thay thế các cái thuốc ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu có thể, và chúng ta lưu ý các cái tác dụng mà phụ không mong muốn, đặc biệt là ở cái nhóm benzodiazepine thì nó gây giảm VT, nó làm giảm các cái vi thức giấc mà liên quan đến việc đáp ứng với cả tăng CO2 máu. Ngoài ra các cái biện pháp khác như là các cái biện pháp về nhận thức hành vi, rồi là các cái phương pháp về vật lý trị liệu hô hấp và các cái thông khí áp lực dương thì đã được trình bày. Về phần kết luận thì OCOS là một cái triệu chứng là hội chứng trồng lấp giữa OSA và COPD gây ra cái cộng hưởng mà tác động, và chúng ta phải nghĩ tới OSA ở những cái bệnh nhân COPD khi có các cái dấu hiệu nghi ngờ, và oximetry liên tục thì có tác dụng là tầm soát tốt, và PSG thì có tác dụng là để khẳng định chẩn đoán, và ở bệnh nhân COPD thì chúng ta sẽ sử dụng hạn chế các cái thuốc ngủ, và cái can thiệp hiệu quả nhất hiện nay là CPAP và có thể phối hợp với cả oxygen. Trên đây là một số tài liệu tham khảo em sử dụng trong bài báo cáo. Em xin được trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô ạ.